Thưa quý vị, thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào thời điểm nhộn nhịp mùa mua sắm cuối năm. Đặc biệt, bên cạnh chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, các thương hiệu nhập khẩu cùng các đại lý cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi mua xe. Tại đại lý MG Kinh Dương Vương cũng diễn ra nhiều chương trình ưu đãi, đặc biệt áp dụng cho mẫu xe MG 5 phiên bản tiêu chuẩn với mức ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe MG 5 đã thu hút sự chú ý của khách hàng với ngoại hình mang phong cách coupe đầy lôi cuốn, dựa trên ngôn ngữ thiết kế Bridge Dynamic. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt kỹ thuật số được thiết kế theo hình ngọn lửa, cụm đèn pha LED tự động phía trước sắc sảo, cụm đèn hậu LED bắt mắt được lấy cảm hứng từ đường đua, thể hiện đầy đủ di sản thể thao của MG, kết hợp tổng thể cùng ống xả kép giả lập cũng giúp mang đến những ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẫu xe MG 5 phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 1.5 lít, hộp số CVT giả lập 8 cấp, có giá bán là 523 triệu đồng. Với mức giá lăn bánh chỉ ngang các dòng xe hạng A, nhưng MG 5 phiên bản tiêu chuẩn được trang bị rất nhiều tiện nghi và không gian rộng rãi. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và được bảo hành 5 năm không giới hạn số km. MG Kinh Dương Vương hiện là showroom đạt chuẩn Premium Flagship đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu MG. Showroom này đang trưng bày các dòng xe MG thế hệ mới nhất như MG Cyberster, MG 5, New MG 5, MG RS 5 và MG ZS. Xưởng dịch vụ với trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa xe, luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình mua và sử dụng xe. Ngoài mức ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, khách hàng mua xe tại MG Kinh Dương Vương và MG Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội sở hữu 5 suất nghỉ dưỡng 5 sao tại Villa Melia Hồ Tràm, trị giá 50 triệu đồng, cùng rất nhiều ưu đãi chưa có tiền lệ khác.